chân gà đã sôi nè các bạn. Trong khi chờ đợi chân gà mình luộc á thì mình sẽ đi làm nước súp me tí mình chấm nha. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm và 1 ít tương cà. Bây giờ mình sẽ đun cái nước sốt này lên nha, cho nó kẹo lại. Bây giờ nước me nó đã kẹo lại rồi á, mình sẽ múc ra chén nha. Bây giờ mình sẽ pha bột nha, để mình nhúng chân gà cho mình chiên á. Bây giờ mình sẽ cho 1 ít sữa tươi vô nha. Mình cho hết bịch sữa tươi vào luôn nha các bạn. Đều lên. Giờ bột đã mịn rồi á thì mình sẽ cho 1 ít hạt nêm, 1 ít nước mắm vô nha. Cho chân gà vô bột luôn nha. Sẽ trộn đều lên để chân gà nó thấm vô bột nè. Giờ dầu nó đã sôi rồi đó, thì mình sẽ nhúng cái chân gà này nè, bột ướt mình sẽ nhúng vô bột khô.
sau đó mình sẽ cho vô chảo nha. Chân gà đã vàng nữa, thơm quá các bạn ơi. Món này chắc hao bia lắm nha. Các bạn ơi, bây giờ nó vàng đều quá rồi, mình sẽ vớt nó ra luôn nha. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bạn cùng dùng với mình nha. Chân gà rất là giòn các bạn. Chấm với nước sốt me thì chua chua cay cay, ngọt ngọt. Ngon quá các bạn ơi. Chân gà này mình có thể kêu nó bằng KFC ấy các bạn. Cái công thức của nó làm giống như KFC vậy đó. Các bạn không thích chấm với cái nước sốt me á, các bạn cũng có thể chấm với tương ớt cũng được. Các bạn làm thử ăn nha, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ uống một miếng bia nha. Cắn vô mà có cảm giác giòn tan luôn các bạn.